Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA được Nghị viện các nước châu Âu và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn là một dấu mốc mới trên hành trình hội nhập của nền kinh tế Việt Nam. Với việc triển khai hiệp định này, Liên minh châu Âu, một thị trường khó tính với những chuẩn mực cao nhất trên thế giới, đã chính thức ghi nhận những nỗ lực cải cách, xây dựng thể chế kinh tế thị trường và phát triển bền vững của Việt Nam, và Việt Nam quyết tâm tăng cường hợp tác toàn diện với EU. Là cột mốc mới quan trọng trong 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1990-2020, việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA với tỷ lệ ủng hộ cao tại Nghị viện châu Âu cho thấy các nghị sĩ và các quốc gia thành viên EU thực sự coi trọng, đánh giá cao vai trò vị thế của Việt Nam và quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-EU. EVFTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay, chứa đựng nhiều cơ hội và mở ra một triển vọng mới cho quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, toàn diện, bình đẳng, cùng có lợi và hiệu quả hơn giữa hai bên. Ngoài ra, hiệp định này kỳ vọng giúp Việt Nam đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và đối tác, tạo chỗ đứng vững chắc hơn tại thị trường EU nói riêng và toàn bộ châu Âu nói chung, góp phần thúc đẩy tiếp nhận hàng hóa chất lượng cao và thiết lập chuỗi sản xuất gắn với dòng vốn đầu tư công nghệ cao từ EU. Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu sẽ mở cái cơ hội cho chúng ta từ mùng 1 tháng 7 trong tiếp cận với thị trường châu Âu của Liên minh châu Âu. Và rõ ràng đây là một cái câu chuyện rất lớn mà chúng ta đã chờ đợi từ 9-10 năm nay cho một cái bước ngoặt này trong quan hệ thương mại của chúng ta với các đối tác thương mại hàng đầu thế giới. Và nó sẽ dẫn đến những cái thay đổi về mặt chất lượng trong hoạt động đầu tư cũng như trong cơ cấu phát triển của Việt Nam theo hướng bền vững hơn nữa, tạo ra cái cú hích cho cái xuất khẩu cũng như thương mại của chúng ta với châu Âu trong cái nửa cuối của 2020 để bù đắp cho những cái thiệt hại của COVID-19. Theo Bộ Công Thương, là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, EVFTA sẽ kết nối Việt Nam tới một không gian thị trường rộng lớn với 508 triệu dân, quy mô GDP khoảng 18.000 tỷ đô la Mỹ và là khu vực có tiềm năng hàng đầu trên thế giới cả về tài chính, công nghệ và thị trường. Lợi ích đến từ những con số có thể cân, đong, đo đếm được ngay lập tức khi châu Âu cam kết dỡ bỏ 85,6% số dòng thuế, giúp tăng năng lực cạnh tranh cho 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này. Từ đó giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU có thể tăng thêm khoảng 20% trong năm 2020, 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030. Việt Nam cũng sẽ xóa bỏ 48,5% dòng thuế, tương đương với 64,5% kim ngạch nhập khẩu từ EU. Việc giảm thuế này giúp giảm chi phí đầu vào cho các ngành sản xuất, giảm giá hàng hóa, dịch vụ, khơi thông một dòng chảy mới về thương mại giữa Việt Nam với một số thị trường có sức mua lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ. Tạo điều kiện cho cả người dân Việt Nam và châu Âu có thể tiếp cận những hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao, giá cả hợp lý. Kim ngạch nhập khẩu từ EU của Việt Nam cũng dự báo tăng trưởng khoảng 15,28% trong năm 2020, 33,06% vào năm 2025 và 36,7% vào năm 2030. Những cái ngành hiện nay có khả năng là tận dụng sớm những cái cơ hội của hiệp định này là những ngành như dệt may, giày dép và một số ngành sản xuất hàng nông sản, đặc biệt là những cái nông sản nhiệt đới mà chúng ta có thế mạnh, ví dụ như là gạo hay là một số ngành thủy sản chẳng hạn thế. Thì đây là những cái ngành nếu như chúng ta nhìn vào hiện trạng. Thế nhưng mà theo những cái tính toán và những cái quan sát thì đặc biệt là chúng ta hy vọng là hiệp định này nó tập trung vào cái quan hệ dài hạn giữa hai bên. Và chúng ta hy vọng là nó tạo ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi để từ đó tăng cường, thúc đẩy không những là thương mại mà kể cả đầu tư nước ngoài ở Việt Nam tạo những cái chuỗi cung ứng mới. Theo cái nghiên cứu của Bộ Khoa học Đầu tư thì trong vòng 5 năm tới thì hiệp định này có thể góp phần cho nền kinh tế tăng thêm khoảng từ 2,2 đến 3,2%, tức là xung quanh khoảng 0,5% điểm GDP, điểm phần trăm GDP một năm. Thì đây là cái tác động cũng tương đối lớn và là nó lớn hơn nhiều so với tất cả những cái hiệp định thương mại tự do trước đây mà ta đã tham gia. Bên cạnh các tác động tích cực, việc tham gia và thực thi các cam kết của EVFTA cũng sẽ đặt nền kinh tế Việt Nam trước nhiều thách thức. Những thách thức lớn nhất xuất phát từ các vấn đề nội tại của nền kinh tế Việt Nam như những hạn chế về năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước,
hệ thống chính sách pháp luật còn thiếu và chồng chéo, cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo thực hiện các cam kết. Bên cạnh đó, do mức độ giảm thuế ở các ngành là khác nhau, nên việc thực thi EVFTA dẫn đến việc tăng trưởng không đồng đều. Một số ngành lĩnh vực sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do nguồn lực bị tập trung cho các ngành tăng trưởng cao. Ngoài ra, do vẫn là nước có trình độ phát triển kinh tế chưa cao, sức ép tuân thủ các quy định quốc tế về lao động có thể làm gia tăng chi phí lao động, giảm khả năng cạnh tranh, những hiểu biết và nhận thức của các doanh nghiệp và cộng đồng về hiệp định còn hạn chế. Theo Bộ Công Thương, cạnh tranh luôn có tính hai mặt. Một mặt sẽ rất tiêu cực đối với doanh nghiệp yếu kém, nhất là doanh nghiệp vẫn dựa vào sự bao cấp của nhà nước, doanh nghiệp yếu kém về quản trị, công nghệ sản xuất và kinh doanh lạc hậu. Mặt khác, cạnh tranh mang lại động lực, buộc doanh nghiệp phải liên tục đổi mới và sáng tạo, có ý chí vươn lên. Cần phải nhìn nhận con đường hội nhập quốc tế mà sớm hay muộn Việt Nam cũng phải đi qua để đổi mới mô hình tăng trưởng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng chất lượng và hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, các cam kết nhiều lĩnh vực mới trong EVFTA cũng đặt ra yêu cầu chỉnh sửa đổi các quy định pháp luật sao cho phù hợp với tiến trình phát triển, phù hợp với các cam kết quốc tế. Việc ký kết thành công và triển khai hiệp định EVFTA không có nghĩa là hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam sẽ được thị trường EU chấp nhận ngay, mà cần phải có những nỗ lực cải cách của cả hệ thống chính trị, chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta phải chuẩn bị cho cộng đồng doanh nghiệp một cái tâm thế để khai thác những cơ hội của thị trường này. Và khai thác này thì chúng ta phải có hai quan điểm tiếp cận. Một là quan điểm tiếp cận ngay vào trong những cái cơ hội trực tiếp hiện có trong của thị trường Liên minh châu Âu đối với chúng ta thông qua những cái cắt giảm thuế quan và những cái điều kiện thuận lợi khác, trong đó có về cả thuận lợi hóa thương mại và giảm thiểu những cái thủ tục về kiểm soát thị trường của Liên minh châu Âu. Nhưng còn vấn đề lớn thứ hai là chúng ta phải có quan điểm tiếp cận dài hạn hơn để đảm bảo cái sự phát triển bền vững của Liên minh châu Âu thông qua cái việc hình thành những cái chuỗi cung ứng mới, mà đặc biệt là với vai trò của tổ chức lại cái sản xuất từ nguồn của chúng ta trong hàng loạt các lĩnh vực. Tôi nói ví dụ từ nông sản, thủy sản chế biến cho đến các cái ngành công nghiệp chế biến chế tạo khác mà chúng ta có điều kiện tiếp cận thị trường châu Âu thì đều cần phải có tổ chức lại các sản xuất để đảm bảo cái truy xuất nguồn gốc gắn với cái chất lượng sản phẩm và cái thương hiệu. Và chính vì vậy thì chúng tôi tin rằng cái hoạt động đối với thị trường châu Âu sẽ với một cái chương trình hành động toàn diện sẽ là cái cơ công cụ rất quan trọng để Bộ Công Thương cùng các bộ ngành khác tổ chức thực hiện ở phạm vi của toàn quốc. Với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành nghị quyết phê chuẩn Hiệp định EVFTA và được Quốc hội Việt Nam thông qua, Bộ Công Thương nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện ngay việc tổ chức cung cấp thông tin và tuyên truyền tới các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp để đảm bảo chương trình hành động đạt hiệu quả. Song song với đó là phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khác để tổ chức lại sản xuất, đảm bảo tái cơ cấu dài hạn, nhất là các lĩnh vực, ngành hàng, mặt hàng có tiềm năng để đảm bảo xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Sau khi VAT có hiệu lực thì chúng tôi có đến 25 cái nhiệm vụ, 5 nhóm vấn đề và 25 nhiệm vụ. Trong thời gian tới phải bên cạnh cái việc tuyên truyền phổ biến cái FTA về xuất xứ hàng hóa thì chúng ta phải biết rằng là xuất xứ hàng hóa nó không đơn thuần là cái xin giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, mà thông qua đó thì các doanh nghiệp phải tái cơ cấu cái sản xuất của mình để làm sao là cái sản phẩm làm ra nó đáp ứng được các tiêu chí. Và đấy mới là cái sâu xa của việc đó. Và thông qua chương trình xuất xứ này thì nó mới gọi là khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư thêm, đầu tư sâu hơn và khuyến khích các doanh nghiệp nội địa hóa nhiều hơn. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định EVFTA có hiệu lực thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và EU phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Tham gia EVFTA cũng là khẳng định mạnh mẽ cam kết của Việt Nam đối với hệ thống thương mại tự do quốc tế, tiếp tục thúc đẩy đàm phán FTA với các đối tác quan trọng khác, đánh dấu giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam.